my friends, chào mừng các bạn thân yêu đã quay lại với kênh YouTube nhỏ bé của mình. Trong video này, mình sẽ giới thiệu về một loại visa cho phép bạn vừa du lịch, vừa làm việc tại Úc và có thể học ngắn hạn tại đây nữa. Tuyệt vời hơn là các bạn có thể là tự nộp hồ sơ online trên trang web của chính phủ Úc và không phải tốn tiền cho công ty dịch vụ. Mình sẽ hướng dẫn các bạn tất tần tật về visa này. Chúng ta cùng bắt đầu nhé! Visa mình nói đến là visa Working Holiday hay còn gọi là lao động kỳ nghỉ Úc. Lợi ích visa này mang lại cho các bạn, đầu tiên là sẽ được lưu trú tối đa 12 tháng ở Úc, nghĩa là các bạn có thể là nhập cảnh nhiều lần, đi đi về về Việt Nam và Úc bao nhiêu lần tùy thích trong thời hạn visa. Thứ hai là các bạn sẽ được gia hạn visa vào năm 2 và năm 3 nếu các bạn làm một số ngành nghề trong danh sách quy định. Thứ ba là các bạn có thể tự do đi khắp nước Úc, làm những công việc các bạn mong muốn cho nhiều công ty khác nhau, chứ không bắt buộc là các bạn phải làm việc ở một chỗ. Chúng ta có thể làm bất kỳ công việc gì miễn là hợp pháp nhé. Và thứ tư là sẽ được tham gia khóa học và đào tạo có thời gian từ 4 tháng trở xuống. Thích quá nhỉ, cùng nhìn qua quy định của visa này nào. Để tham gia Working Holiday Australia thì bạn phải đáp ứng các điều kiện sau. Đầu tiên đó là bạn phải đủ 18 tuổi trở lên và không quá 31 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ. Thì cái này là tuổi tính theo ngày tháng năm, do đó nếu mà bạn nào sinh vào cuối năm thì khi bạn chưa bước qua sinh nhật tuổi 31 thì vẫn có thể nộp hồ sơ được nhé. Thứ hai là bạn không được mang trẻ em phụ thuộc đi cùng trong thời gian lưu trú tại Úc, nghĩa là bạn chỉ đi một mình thôi, không có thể mang theo vợ chồng hoặc là con cái. Điều kiện thứ ba là bạn còn hộ chiếu có giá trị, thì nếu mà hộ chiếu bạn thời hạn dưới 1 năm thì bạn nên đổi hộ chiếu mới để trong quá trình đi thì mình không phải xin cấp lại hộ chiếu. Điều kiện thứ tư là bạn phải chứng minh có đủ khả năng tài chính để sống ở Úc, nghĩa là phải có ít nhất là 5.000 đô Úc và vé máy bay khứ hồi từ Việt Nam sang Úc. Thứ năm là phải đáp ứng điều kiện về sức khỏe và nhân thân theo luật của Úc quy định. Ở đây nghĩa là bạn có thể đủ sức khỏe, không mắc các bệnh truyền nhiễm, ví dụ như là bệnh lao hay là bệnh viêm gan B. Còn nếu bạn nào muốn làm mà các bạn có những bệnh này thì không sao, các bạn có thể là chữa bệnh hết rồi sau đó các bạn có thể nộp hồ sơ cũng được. Còn về nhân thân thì miễn là chúng ta chưa từng phạm tội và nhân thân tốt thì sẽ đủ điều kiện để nộp visa này ha. Điều kiện thứ 6 là bạn chưa tham gia chương trình lao động kỳ nghỉ của Úc hoặc những chương trình tương tự khác. Đã xem đến đây rồi thì hãy nhấn like và subscribe kênh YouTube của mình nhé. Vì mình còn quay trở lại với nhiều video thú vị để giúp quá trình làm visa của các bạn dễ dàng hơn. Không cần quá vất vả để tìm kiếm thông tin, đã có mình ở đây tổng hợp hết cho các bạn rồi. Còn chần chừ gì nữa mà không đăng ký kênh nào. Điều kiện thứ 7 là bạn đã tốt nghiệp đại học hoặc hoàn thành ít nhất 2 năm đại học chính quy. Sẽ có một số bạn hỏi là học liên thông hay cao đẳng thì có đăng ký visa này được không? Thì nếu bạn học liên thông thì hoàn toàn được ha. Còn về vấn đề học cao đẳng thì theo trang web của chính phủ Úc thì họ vẫn chấp nhận là bằng cao đẳng hoặc một số bằng cấp tương đương. Tuy nhiên trên trang web Việt Nam hướng dẫn thì họ chỉ ghi là bằng đại học hoặc là hoàn thành ít nhất 2 năm đại học chính quy thôi. Thì do đó nếu bạn nào đã tốt nghiệp cao đẳng ở Úc thì các bạn cứ mạnh dạn nộp hồ sơ. Còn nếu các bạn tốt nghiệp cao đẳng ở Việt Nam thì các bạn sẽ hỏi thăm xem là có bạn nào tốt nghiệp cao đẳng nộp hồ sơ và đã được chấp nhận rồi thì các bạn hãy nộp nha. Thứ 8 là về khả năng thành thạo tiếng Anh thì bạn sẽ cung cấp bằng Anh văn cho bên chính phủ Úc, ví dụ như là bằng IELTS, PTE hoặc là TOEFL hoặc một số bằng cấp khác, và thang điểm quy định sẽ không quá cao đâu các bạn. Ví dụ như IELTS thì sẽ là 4.5 cho cả 4 kỹ năng và thời gian của bằng sẽ là 12 tháng kể từ ngày bạn thi cho tới ngày nộp hồ sơ. Trước đây thì có một quy định nữa là về thư giới thiệu của Cục Lao động Ngoài nước của Việt Nam, nhưng mà từ năm 2021 trở về sau thì đã bỏ quy định này, do đó các bạn không cần thư giới thiệu vẫn có thể là đăng ký visa này được, do đó quy định cũng đơn giản đi khá là nhiều rồi. Thì sau đây chúng ta hãy cùng tới những bước để chúng ta có thể là làm visa lao động kỳ nghỉ Úc nhé. Bước 1 là bạn kiểm tra xem có đáp ứng điều kiện hay không. Nếu đủ rồi thì xin chúc mừng bạn, bạn hãy đi scan bằng tiếng Anh, passport, chứng minh nhân dân và một số giấy tờ để lát nữa xin visa online trong bước 2 nhé. Bước 2 thì bạn sẽ đăng ký online trên trang web email account của chính phủ Úc. Các bạn hãy kéo xuống dưới phần mô tả của video này để xem hướng dẫn chi tiết cụ thể của mình về cách điền hồ sơ online. Nói sơ qua thì các bạn sẽ điền về ngày tháng năm sinh, rồi về số passport cũng như là một số thông tin để chính phủ Úc họ có thể là kiểm tra về nhân thân, sức khỏe cũng như những thông tin cá nhân của bạn.
Sau khi hoàn thành đăng ký online xong sẽ tới bước là thanh toán, thì khoảng 400 mấy tới 500 đô Úc sẽ tương đương tới khoảng là 7,2 triệu Việt Nam đồng. Thì các bạn hãy kiểm tra thật kỹ là đã đáp ứng điều kiện hay chưa và cách điền hồ sơ online có chính xác hay không, bởi vì phí này là không có hoàn lại. Nghĩa là nếu mà các bạn điền sai hoặc là chưa đủ điều kiện mà các bạn bấm apply á, thì các bạn sẽ bị mất cái phí này, rất là uổng. Rồi, bước thứ ba là các bạn sẽ đi khám sức khỏe và lấy sinh trắc học. Thì sau khi đăng ký online xong thì sẽ hiện lên cái dòng của bên sứ quán, họ yêu cầu bạn đi khám sức khỏe và lấy sinh trắc học, tức là bạn sẽ lấy dấu vân tay với lại chụp hình mặt. Thì về khám sức khỏe thì các bạn có thể là đặt lịch hẹn khám với các cơ quan được bên chính phủ Úc quy định, ví dụ như khám ở IOM. Còn về lấy sinh trắc học thì các bạn sẽ đặt lịch hẹn với lại VFS để ngày đó chúng ta nên chụp hình và lấy dấu vân tay. Sau khi khám xong thì sinh trắc học với lại kết quả sức khỏe sẽ tự động được cập nhật trên trang web của IMEI Account, nên chúng ta không có cần làm thêm bước gì hết và những hồ sơ này họ sẽ tự động cập nhật trên hệ thống. Bước cuối cùng là chờ tin được cấp visa. Thì các bạn nhớ chú ý email, điện thoại, bởi vì nếu họ cần xác minh lại thông tin gì thì họ sẽ liên hệ với chúng ta. Thì mình có một người bạn được gọi thông tin để xác minh, thì người xác minh họ hỏi là hiệu trưởng trường em học đại học hồi đó tên gì, và bạn đó hồn nhiên trả lời là giáo viên hồi đó em học em còn không biết tên nữa, thì nói chi tới hiệu trưởng. Thì mỗi năm chúng ta chỉ có 1.500 visa được cấp thôi, thì do đó các bạn hãy thật nhanh tay chuẩn bị hồ sơ kỹ lưỡng để nộp nhé. Và mình xin chúc các bạn là có thể nộp visa thật là thành công. Cảm ơn các bạn đã xem đến đây của video. Mình sẽ tặng các bạn thêm một lưu ý nhỏ nữa, đó là đối với visa này thì các bạn không được làm việc trong một chủ sử dụng lao động quá 6 tháng trừ trường hợp được cơ quan thẩm quyền của Úc cho phép. Và trong thời gian giữ visa này thì các bạn không được tham gia học tập hoặc đào tạo có thời gian quá 4 tháng, tức là những khóa học mà từ 4 tháng trở xuống thì các bạn tham gia vẫn được ha. Và các bạn chỉ đi một mình, không được phép mang người phụ thuộc theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hy vọng video này sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình chuẩn bị visa. Đừng quên bấm like và subscribe để nhận thêm nhiều video hữu ích nữa nhé. Hẹn gặp các bạn trong video sau nha.